Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá xăng dầu hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2023. Thưa các bạn, giá xăng dầu hôm nay, giá dầu thô tiếp đà giảm mạnh. Dầu Brent tụt về mức 84,53 USD trên thùng. Đồng USD mạnh hơn trong bối cảnh lo ngại nhu cầu tiêu thụ yếu. Trước dự báo các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục thực hiện các đợt tăng lãi suất mới, khiến giá dầu hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Ghi nhận đầu giờ sáng nay ngày 17 tháng 2 theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchange, giá dầu thô gần nhẹ với WTI giao tháng 3 năm 2023, đứng ở mức 77,81 USD trên thùng, giảm 0,68 USD trên thùng trong phiên. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 4 năm 2023, đứng ở mức 84,53 USD trên thùng, giảm 0,61 USD trên thùng trong phiên. Giá dầu hôm nay tiếp đà giảm mạnh, chủ yếu do lo ngại nhu cầu tiêu thụ suy yếu, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương có kế hoạch thực hiện thêm các đợt tăng lãi suất trong thời gian tới. Mới đây nhất, Ngân hàng châu Âu ECB dự kiến tăng thêm 0,5 điểm phần trăm lãi suất trong tháng 3 năm 2023. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng dự kiến sẽ đưa lãi suất trong năm nay lên mức 5-5,2%, từ mức 4,5-4,75% trước khi tính đến việc giảm lãi suất. Đồng USD duy trì đà phục hồi nhờ nhận định này thời gian qua và gia tăng áp lực lên giá dầu thô. Động lực tăng giá của đồng USD tiếp tục được củng cố khi dữ liệu PPI của Mỹ ghi nhận mức tăng 0,7% trong tháng 1 năm 2023, cao hơn rất nhiều mức dự báo 0,2% của giới chuyên gia, làm gia tăng lo ngại lạm phát của nước này đang cứng đầu hơn và cần những biện pháp mạnh tay hơn. Giá dầu ngày 17 tháng 2 có xu hướng giảm mạnh, còn do tâm lý tiêu cực của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ và triển vọng kinh tế toàn cầu. Giá dầu cũng đang chịu áp lực giảm giá bởi dữ liệu từ dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh và kế hoạch xả 26 triệu thùng dầu từ kho dự trữ của nước này. Tuy nhiên, ở chiều hướng ngược lại, giá dầu hôm nay cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ sớm phục hồi khi mà các dữ liệu thống kê cho thấy giá cước vận tải đang có xu hướng giảm mạnh. Dòng chảy lưu thông hàng hóa đang phục hồi và nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người tiêu dùng gia tăng. Với thị trường xăng dầu trong nước, từ chiều ngày 13 tháng 2, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu. Hiện giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường. Cụ thể, với giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.869 đồng trên lít, giá xăng RON 95 không cao hơn 23.767 đồng trên lít, giá dầu diesel 005S không cao hơn 21.562 đồng trên lít, giá dầu hỏa không cao hơn 21.594 đồng trên lít và giá dầu mazut 180CST35S không cao hơn là 13.636 đồng trên kg. Mức giá này có hiệu lực từ 15 giờ ngày 13 tháng 2. Như vậy, tính từ đầu năm 2023, giá xăng đã có 5 đợt điều chỉnh, trong đó có 3 đợt tăng, 1 đợt giảm và 1 lần giữ nguyên. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá xăng dầu sáng nay ngày 17 tháng 2. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.